Tiền ai chả thích chú. Chú nói thế thì con cháu nó còn thích tiền nữa là chú. Nói một câu mà nghiễm nhiên là đúng. Đấy, vào video rồi, đến lúc các bác ấy nghe các bác ấy cười cho. Rồi, tại vì là em thấy cái cây tùng này nó bật lộc đẹp quá. Hôm nay lại buổi sáng sáng sớm nữa. Bây giờ là 8 giờ sáng. Nhìn lấy bật lộc lên đẹp ơi là đẹp. Nè, quay chút video cho mọi người xem. Các bác thấy đẹp không? Lộc hôm nay nó mơn mởn lên như này. Đúng là mùa xuân nó khác. Quay lưu tí video cho để giới thiệu với mọi người đây. Đây là bật lộc lên, đẹp không? Bây giờ hai anh em chuẩn bị đi ấy đây. Hai anh em chuẩn bị đi sang bên cái nhà anh này xem mà cây cối thế nào rồi, đầu xuân thay đổi nhiều không. Đấy, bác Tuấn Anh kìa, đẹp dài kìa. Cứ để đấy anh nhá, em đi bây giờ nào. Đi chưa, lên đường đấy nhá. Này, quần xanh áo trắng sơ vin đẹp, đẹp dài. Chuẩn bị đi chơi xem có cây nào đẹp quay cho các bác xem nhá. Nào, theo chân hai anh em ngồi cây này. Buổi sáng 3 người, 4 người vậy. Đá nó bé. Cây này á? Cây này bày ra rồi. Cây này này, cây này anh đã mang đi đâu, mang đi chơi đâu? Nó có cây đây chuyển đổi xin bắt đầu nó bắt đầu bật lộc, nhìn đẹp thế anh Hùng ạ. Những cây này phải để lên đôn nó mới đẹp, để lên chậu nữa mà. Cây này á? Chậu này cũng không được. Chậu này ấy, anh phải làm đến chậu tàu. Đấy, và hình chữ nhật vuông thành đấy. Nó đẹp là chứ chậu hơi chậu bồ đúc cũng đẹp. Con đấy chỉ có chậu vuông, chậu hình nhật. Nhìn du đầu năm nó ra ấy này. Đây này, nó nhỏ nhỏ. Cái loại chậu xanh ấy. Đây là chậu tàu hay là chậu ấy, Đồng Nai? Chậu tàu. Chậu cũ đấy. Định cho cây nào đi? Sao cảm giác ấy nhỉ? Sao cảm giác cây của anh đi đâu hết rồi ấy nhỉ? Thấy nó trống trống kiểu gì ấy. À thế à? Để chỗ nào rồi? Để ngoài. Để mấy hôm nữa thì nhỉ? Vâng. Đây chậu xong là đất ở trên đấy bán họ. Đất. Chỗ Bắc Ninh đấy á? Mấy cây này đấy á? Đây, bật lọc lên hết rồi đây. Chuyển từ đâu về nhỉ? À, vẫn đấy nha, đúng. Đúng, cái này. Hôm Tết thì lại ngồi dỗi thì lại ngồi vặt hết. Vặt trụi hết lá? Trụi hết. Sao lại vặt đi để cho nó cứ để đấy làm vặt sao? Vặt hết nó già thì... Đấy, không vặt thì đầu năm nó bật được lộc non lên nó tự sẽ rụng. Những cây này ngày xưa toàn bấm bấm ở đây kiểu dạng giả vẩy rồng đúng không? Đấy, bấm thọc vào. Trông ấy nhỉ? Thành, một mang mẹ cây này đi. Thành ra hỏng cây. Không hội mang cây này đi được. Yeah. Cây này á? Thực ra nó chưa hoàn thiện. Nhưng mà hội thì anh cây này đã làm gì? Được, nói chung là nó bung tán rồi.
cái mức độ mà bình thường thì anh nghĩ là được. Vậy là còn nếu mà chơi kỹ thì có thể chưa được, nhưng mà hiện tại là nó đủ bông đủ tán mang được rồi, thì bấm qua cái dâu gì kia đi là mang được anh. 20 ngày nữa là hội là bao nhiêu, tháng 2 anh? Mùng 1 rồi mang ra ở làng mình đây. Vẫn là cái chỗ Minh Thu đấy à? Chỗ bỏ nước đấy, mới tới đó à, cái chỗ đầu ngoài đấy á? Đài phun nước em biết rồi, mà trắng toát đấy gì, mấy ông à, cái tượng đài trắng trắng đấy gì. Đấy có... chính ra chỗ khu đấy đẹp đúng không, mà nó lại ấy. Ở đây có mở chợ không anh? Ở đây không anh? Nhìn nhau một cái này đã ăn cơm rồi. Kiếp gì không thì gắt vào đũa nhau. Mày cứ trốn đâu, mày đóng cửa kín này, mày sợ tao đá thì sang cái che bạt này, bố ấy làm gì được mày à? Đâu em ở dưới kia mà. Ở dưới kia thôi. Ui giời, cây này phải cắt đi anh Tuấn anh ạ. Mọc diêm. Cái này chuyển hết, anh đổ, anh cây diêm 100m² đấy anh đổ trần. Diêm đổ hết lên trần. Dựng một cái nhà ngói ba gian trên đấy. Con này nhiều rồi, chỗ này nó dựng nhà xong lại để cây thì để cả để vào mắt này, đã dựng trần thì để cây không rồi chứ. 400m như cái sân xong lên đây dựng nhà. Thay đất đợt này xong, bắt đầu là tất cả những con này là sang chương trình năm tới đây là điều chỉnh lại bóng hết. Tại vì năm ngoái là vẫn để nguyên cái bóng cũ của nó để em đấy thôi, em lọc thôi. Chứ thực ra cái bóng của nó có hợp lý đâu. Em nói chẳng hạn như con này. Như con này. Đấy, cái tay hoành này mới là cái tay đẹp. Nó đi theo cây này, còn cái thân này nó chỉ là thân đấy thôi đúng không anh? Họa thân chính thôi, nhưng mà nó cái này mới là cái đẹp chính, cái này phải khoe, mà bên này nó quá nặng, đấy điều chỉnh gọn lại hết. Nó bị nghiêng, cây này bị nghiêng nhỉ? Không, không bị nghiêng, cái kiểu cây là thế, kiểu cách cây. Đây là một tay hoành, à. Đấy bây giờ chỉ cần nói đơn giản thôi nhá, là mình làm gọn cái bông này nhá. Bây giờ mình cứ tưởng tượng nó bỏ được cái tay này thôi, tự nhiên cái gọn cái bóng này lại thôi, tự nhiên cái mày nó sẽ khoe hết cả ra. Thu về đầu ý. Ừ. Mày thấy không? À. Bây giờ hiện tại cái bóng này nó đang kéo, nó gần với cả cái này, nên là nó hút mất, nó mất rất đi cái điểm đẹp của cái này. Được. Thế đấy nó chỉ một vài những cái cơ bản đơn giản thôi, nhưng mà đấy. Cắt cành ý đi. Đấy, ví dụ thế, bỏ đi phát thì tự nhiên. Nó bị kéo về đằng này. Đúng không? Thấy không? Nó khác. Nhìn nó kéo về đâu này. Kể cả cây này cũng thế, cái lông này cũng thế. Cái lông này rất lỗi hai tay nó đang bị rang bằng nhau. Nó không họa được cái điểm thể chơi của cây. Nó không họa được cái điểm chơi của cây ra. Tức là thu lại à, thu bên này à? Cái này phải thu cả hai bên. Thu hết thu dài. Con này thu cả hai bên. Thu cả hai bên. Nhặt lại những cái rễ vách này. Chơi họa thôi nhưng mà không để nhiều như này. Dối đúng không? Ừ, nó dối, nó không đi theo. Công nhận là dối là cái chậu này nó không tôn được cái cây. Cái chậu này nó quá mỏng mảnh so với cây. Cho chậu hình chữ nhật. Với những cái cây như này nó cho vào bể. Không, mình sẽ cái chậu chữ nhật cao thành một chút. Chứ còn con này bóng ăn bóng này không ăn được. Chậu chữ bầu dục. Vâng. Nhiều con bầu dục rất là đẹp nhưng nhiều con bầu dục lại không đẹp. Con kia đấy bóng rất là rộng. Đều ấy nhỉ, anh Hùng toàn đều một là giống chậu. Chậu bóng như nhau. Thì anh ấy mua cả lô mà. Ừ. Con này bóng rất là rộng. Làm yếu cả cái thân. Hôm nay là cái năm nay thay chậu nó vững vàng xong là em sẽ điểm lại hết tất cả những cái này. Anh thu hết vào à anh? Cái chơi mang ra hết ra ngoài đấy anh dựng. Ở dưới là kho, trên là sân chơi. Chỗ nào anh? Đợt này đi Yên Tử. Mùng 4 tháng 2. Đầu tháng 2 cùng với cả chùa Nành. À hội chùa Nành. Chùa Nành là mùng mấy? Mùng 4, mùng 5. Ông này dạo này béo thật. Nhìn béo bụng này mà. Ui dồi ôi. Có mỗi từ năm ngoái năm nay. Mình cắt lại con này. Nhìn kinh điển này.
Đấy nhá, đừng lần sau đừng có trêu em béo nữa nhá. Ông béo chả kém gì đâu. Thể dục thể thao đi. Vẫn thế, vẫn có cần đến cần không? Anh phải lên 2-3 cân. Chắc là phải uống bia nhiều. 5 cân. Đúng không? Chắc Tết uống bia nhiều. 5 cân. Cây này nhìn nó còn thon gọn này. Đang uống cà phê Tuấn à. Cây đúng không? Thiếu. Đang cần dữ liệu. Đã đủ rồi. Nói đi. Chùa rồi, chuồng kém rồi. Mấy cô này lại chồng hết rồi. Đi cơm sớm đấy. Đấy, người đẹp phải quay nhá. Quay đi, không may. Tí đó. Quay thì mấy cô này này, mấy cô đúng cái cô này này. Mấy cô ăn cơm. Bấm mồm ra cái nào. Tí nữa đưa hết lên à. Bấm mồm ra cái nào, bỏ tay mồm ra. Ngưỡng mặt lên cái nhìn cho tươi tỉnh à. Thôi ra cho các em mình ăn cơm không này. Mai lại lên trang nhất rồi. Trang nhất. Trang nhất. Chắc là 10 phút sau là lên được. Đi. Kể ra cái khu này mới ấy nhỉ, cái khu này mà rộng rãi ông kê sang đây cũng được nhỉ. À ừ, cây vú sữa này nó bị ám, nó đẻ chết đúng không? Cây vú sữa to tướng này. Cây này bây giờ khai thác đánh như làm cây cảnh như được này. Được hết nhỉ. Đúng không? Lại thành một gốc phôi nhỉ. Nó không có được cái điểm chơi. Nhưng mà bây giờ em có đánh về làm đến bao giờ được xong cây. Thế là cây nó phải có điểm chơi. Đúng không? Để ra xem cái lô đất bạn. Lô đất bán ở đâu? Anh cho mời làm quán phở ấy. À, cái chỗ mở cái cây xanh như chiếc đấy gì, lần anh làm đấy gì, đúng không? Cái chỗ gần, à cái quán chuột đấy gì. Bán, ông ấy bán chỗ ý à? Thì anh vừa bảo gì nữa. Bán ông. Anh bảo bán chỗ đấy rồi, chuyển. À, cái tùng là hán cái kia bật lọc này. Đẹp phết nhở, đấy. Đang bắt đầu nó bật lên. Anh Hồ sang rồi. Hả? Nào đi lên trên đấy ngắm cái. Anh Hùng ơi, lên kia xem cây ấy đi, xem cây tùng trên lan can đi. À trên ban công đi. Cả hai cây này chậu được không hợp lý. Cái này chậu không hợp lý. Hai cây này chậu không hợp lý. Sao sang uống cà phê nhá. Đều ấy nhỉ, đều chậu kiểu. Cái chậu cái kia còn được, tạm thời được. Anh ạ, đây. Đây. Em vừa nói mạnh nhá, cây này là chậu không hợp lý nhá. Cây này anh có cái chậu độ dài nó cũng bằng nhẹ thôi. Nhưng mà nó hình chữ nhật, nó vuông, nó sâu ở cái này. Nó to ra nhiều. Màu xanh. Cái này á, chậu này nó khoảng tầm độ 30. Một chiều 30. 30, một chiều 30, 35 gì đấy. Đấy, và cái chiều này khoảng tầm độ 30, 30, 35 khoảng tầm 20. Chậu hình chữ nhật. 20 hình chữ nhật, sâu khoảng độ 10 phân như này. Thì là đẹp. Cái chậu mà cũng cũ được thì tốt. Đấy là con này nhá. Con này cũng không hợp. Con này chậu như này. Con này sẽ có hai cách chơi. Chậu nó phải rộng hơn. Chậu nó chiều rộng thì bằng cái này 40. Vâng, nhưng mà nó kiểu rộng nó nhật nhưng mà đứng thẳng hơn. Con này hơi bé. Con này hơi bé, đưa sang. Đấy là một kiểu chơi. Còn kiểu chơi thứ hai. Con này sang con này đúng không? Không. Con này vẫn bé. Con này không vừa. Con này sang con này vẫn bé. Còn sang cây này vẫn nuốt. Một là đấy là kiểu chơi chậu nhỉ. Vâng, chậu nhật, cái này là mỏng. Mỏng, công nhận chậu của anh Hùng chỉ tầm 7 phân thôi nhỉ. 70. Mỏng đấy. Chậu con kia chậu của anh là đây 70. Đây 7 phân này, con này phải 10 phân. Đây 10 phân. Đấy. Đấy là một kiểu chơi. Hai nữa, đút con này vào cái thống vuông. Thống vuông. Thì nó sâu khoảng độ 15-20 phân. Thống vuông. Đấy là cách cô chậu. Thì con này cũng đẹp. Thống nhá. Vâng. Làm cái chậu vuông nhá anh. Chậu vuông nhưng mà nó sẽ cao thành hơn. Đấy thì đưa con này vào cũng hợp lý. Đấy con này thì lại cần cái chậu mỏng hơn. Con này thì em thích cái kiểu chậu được như này. Được mà chậu hình bồ dục được. Nhưng nó sẽ mỏng thành hơn. Thì con này bắt đầu bóng làng rồi. Bóng nó chảy rồi. Con này kiểu chuẩn bonsai. Con này chậu nhỉ? Càng mỏng thì nó lại càng bay cây.
Thì nhốt con này vẫn là cục mịch là 1, 12 nữa. Bộ bệ này nhìn vẫn đang, nước của cái thằng này vẫn đang lụi lồng cồng. Nó chưa ra được cái chân thật, chưa ra được cái hồn của cái bệ. Mà cây này đẹp, rất đẹp. Sao ý kiến của anh có sai gì không? Chị đúng không? Sửa đi. Sai thì em chả biết. Anh ấy lên ngắm cái tùng cái, em thấy cái tùng bật lọc rồi. Nhà anh Hùng này có một cái đặc thù là mùi thơm rất thơm nhá. Các quý mà. Ôi cành này cành đào rừng anh Hùng ơi. Mở từ chở từ Lai Châu về à? Từ chở từ Lai Châu về. Nào đi. Bà ăn cơm chưa bà? Ăn cơm. Dạ. Đặng hơn rất chẳng hạn 450 mét vuông. Một tầng luôn. Trong là kho, dưới là kho, trên là. Bắt đầu làm nhà từ tầng trên đúng không? Nhà ông này đúng không có rèm mùa hè, nóng lắm. Hoa bắt đầu lấy rồi, phun lại. Cái ấy rồi. Muội dẹp này, nhiều quá. Tí phun phun thuốc cả đậu hoa bưởi. Muội đen xì hết. Vâng. Cái này anh chỉ cần cái xong dùng thuốc kiến này, xịt có hết không? Hết muội. Cây lộc vừng này đẹp phết đấy chứ nhỉ. Sao cái ông ấy bê lên đây lúc nào ấy? Đặt đây mới hôm sau là đặt ngày em ạ. Để... xanh thì cần quái gì vặt cả anh. Đừng nạc qua đi để hộ đi. Ủi ôi công nhận sao để ở trên này ấy thế nhỉ? Muội hết nhỉ? Anh Hùng ạ. Bây giờ lấy đi xong rồi tầm 2 tuần nữa đúng không? Đầu tháng 2, 1 tháng 2, 2 tuần nữa là nó bật lộc lên là đẹp. Nước khoảng nửa tháng. Cây hồng ngọc mai này mọc tốt đấy. Cây của em ở nhà tốt như này anh Tuấn Anh ạ. Mọc tốt thật nhỉ? Khỏe mà. Cái chân chậu anh trồng nó khỏe thì nó sẽ quên mất. Mai nào mà bê lên vào ông ấy tỉa cho. Chưa thành, sang năm cây kia mang đi được. Cây xanh kia. Cái này thì thành đơn giản rồi. Cái này thay cái chậu khác. Chậu khác, hai con này được thay cái chậu khác. Cây này bật lộc đẹp nhỉ? Con này chưa bật khỏe. Con này vẫn đang ngậm ngậm mầm đấy này, anh nhìn ngậm mầm này. Đấy, đợt này đợt nó chưa bật đều được, tại vì là tù. Tại vì con này là rõ ràng là đất có vấn đề. Cái căn đất có vấn đề. Hay là nó bị sũng? Không phải, sũng ở dưới nó không ngấm được xuống dưới. Đây này, mạnh nhìn đây, đây có mầm bật đây này, mầm nó sáng hẳn lên như này mà nó chưa bật được thế này. Đây, nó sáng hẳn lên như này nó chưa bật được. Đấy, thiếu. Chứ đúng ra con này phải bật mật khỏe bật. Lắm, bật đều nữa. Anh thấy con ở vườn anh bật kinh không? Bật tí em bật cho anh xem cái cây nó mọc đều. Đây này mắt nó nở hết rồi này. Mạnh này, mắt nó nở hết rồi nhưng em mà nhìn nó, thấy rồi. Nó chưa bật được. Chứ con này bật đều lên thì đẹp lắm, con này đều lên còn đẹp hơn con ở vườn anh. Con này bật đều lên thì anh mang ra hội chơi thì xôi rồi đấy, đẹp. Thay chậu khác. Con này mới là con đem. Thay chậu chị. Con này mới là con đem đi chơi đẹp. Con này thay cái thống vuông. Thống bé hơn đúng không? À, to hơn. Nó bằng như này, mặt miệng thì nó bằng như này thôi nhưng mà nó nông hơn. Nông hơn và vuông thì bao giờ nó khỏe. Cứ cái trực này anh cho cái thống vuông nó khỏe hơn là thống lục giác. Không phải bê hết xuống à? Bê xuống, thay đất thì bắt buộc phải bê. Bê xuống thì đơn giản thôi, mình có thể là mình chọc đất, mình nhổ cây ra. Không thì nếu như cái này lấy cà phê ở trong tủ đun hết thì Tuấn cà phê trong tủ lạnh đấy, đun cho ở trong bếp đấy, cái này đun nước đấy, xong anh xuống đun cà phê đi. Sâu khoảng 20 hoặc 30 cái kia lại ra hoa lại bay xuống Ngọc Phương á, thì Huế à. Cái chỗ kia anh bán là nó đã chuyển về chưa hay là vẫn để đấy? Vẫn để đấy.
để cây đấy á? Ừ, nước anh gửi đấy mà, gửi nó 2 tháng nữa, cây xong cho cây 1 tầng nếu như vâng. Cả tháng xong đổ trần xong cái hôm trước, 3 hôm sau đồng bê lên. Cây nào mà để ở nhà được thì để, cây nào không để ở nhà mang ra đấy chơi hôm nay. Làm ô. Anh làm xong anh dựng nhà 3 gian nhà gỗ đấy. À. Trên đỉnh đấy để chơi 1 là 3 gian nhà gỗ, 2 là nhà sàn. Nhà sàn hay hơn nhà gỗ. Thích nhà sàn. Hay dạ. Ôi giời. Cái sàn ở dưới rồi làm nhà sàn. Anh Hùng ơi, cây vọng cách này ra nhiều hoa lắm này. À cây nguyệt quế quên. Ra nhiều hoa. Cái này phụt muội đi là ấy. Phụt muội đi là nhìn đẹp. Nó đang bật lộc mạnh này. Đây này, cây này này, su me su miếc này, vặt đi này. Đây. Đây này, những cái cây này. Vâng, đây này, tiền em rất dài, chịu trên nhiều cỏ nên không nói. Đi. Cho chú Mạnh đi quay nhỉ. Chiều lại đi à? Vâng, để 21 này. À. 21 này lên, cầm máy lên đó nhá. Được, đi. Sáng sẽ mấy giờ đây? 10:30 lên tụ lộc, xong rồi 12:05 hành vào rồi. Ok. Lên tụ lộc, cơm nước xong mới lên nha. Kê men. Đi.